Thưa quý vị, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng hiện có hai trạm đặt tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc với 3 dây chuyền kiểm tra. Tổng công suất là 135 xe một ngày đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu kiểm định tại địa phương. Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị để chuẩn hóa theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới Bảo Lộc đã chú trọng nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật, từ đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện vận tải trên mỗi tuyến đường. Thực hiện chỉ thị 08 năm 2014 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Bên cạnh việc đào tạo nâng cao trình độ cho lực lượng đăng kiểm viên, chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm thời gian chờ đợi và đi lại của nhân dân. Ngoài ra, chi nhánh đăng kiểm xe Bảo Lộc cũng đã chú trọng siết chặt công tác kiểm định, mà nhất là kiên quyết không cấp giấy chứng nhận chất lượng và điều kiện an toàn kỹ thuật đối với các loại xe thay đổi kích thước thùng xe để chở hàng quá khổ quá tải. Trong đó chú trọng đến công tác siết chặt kiểm định đối với phương tiện vận tải hành khách. Cái thứ nhất là trong các cái chúng tôi là thường xuyên là nhắc nhở cán bộ công nhân viên, các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các cái buổi sinh hoạt đầu tuần, đặc biệt về cái vấn đề là cái tinh thần trách nhiệm trong cái thực hiện công tác và thực hiện công tác đăng kiểm, phải đảm bảo làm sao là đảm bảo là đúng đủ tất cả các cái tiêu chuẩn quy trình quy định của nhà nước đã ban hành. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là về đơn vị thì cũng thường xuyên là lập kế hoạch, xây dựng cái kế hoạch hàng năm và cũng đôn đốc các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong cái việc mà học tập, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để mà đáp ứng cái công tác đăng kiểm của mình. Nhờ nâng cao chất lượng trong công tác kiểm định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc đã tiến hành kiểm định cho trên 4.500 lượt phương tiện vận tải các loại. Trong số này, có hơn 1.093 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. Mặt khác, trung tâm cũng tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các bộ phận kỹ thuật, thông qua đó để thắt chặt công tác đăng kiểm. Vì vậy, hầu hết các phương tiện khi không đạt tiêu chuẩn đã quy định thì bắt buộc phải sửa chữa, đảm bảo lưu hành an toàn, lúc đó trung tâm mới cấp giấy chứng nhận. Thời gian gần đây, việc xe cơ giới chở hàng quá trọng tải cho phép diễn biến khá phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngoài việc yêu cầu chủ phương tiện khắc phục những thiếu sót tồn tại, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng còn phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan xử lý nghiêm những trường hợp sau khi đăng kiểm cấp giấy chứng nhận nhưng tự ý cởi nới thêm. Nhờ những giải pháp đồng bộ nên chất lượng kiểm định phương tiện giao thông vận tải từng bước được nâng lên, công tác đăng kiểm đi vào quy củ nề nếp. Thái độ của anh em làm ở đây thì nói chung là cũng nhiệt tình, tiếp tục thì làm nhanh gọn. Đảm bảo tốt an toàn giao thông đường bộ thì bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát của các ngành chức năng, thì một trong những khâu cũng hết sức quan trọng đó là công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã và đang từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống kiểm định, nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, tránh tình trạng sai sót và thiếu minh bạch trong công tác đăng kiểm tại đơn vị.